Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhí Vlog. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn có một sức khỏe thật tốt và bình an. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí chia sẻ một cái món ăn vặt rất là ngon các bạn. Thì đây là cái món hột mít gan với tỏi ớt. Rất là ngon, cái hương vị cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt và rất là bùi bùi, ngon lắm các bạn. Thì để biết được cách của Nhí chia sẻ như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp tham khảo cái cách làm của Nhí. Để thực hiện được cái công thức hột mít đã gan tỏi ớt ngon thì nguyên liệu Nhí chuẩn bị gồm có 1 kg hột mít, dầu ăn, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng ăn canh bột ngọt, 1 muỗng rưỡi ăn canh đường, 50g tỏi, 1 trái ớt sừng không cay và 4 trái ớt hiểm, nước mắm Nam Ngư 1 muỗng rưỡi ăn canh, tương ớt 1 muỗng ăn canh và 70g bột chiên giòn nha các bạn. Thì đây là cái bột chiên giòn. Thì công việc đầu tiên thì Nhí sẽ đi luộc hột mít nè các bạn. Hột mít này thì Nhí luộc tầm khoảng 20 phút thì trong trạng thái lửa vừa và Nhí sẽ đậy nắp cho nó nhanh chín nha các bạn. Trong thời gian chờ cái hột mít mình nó chín đó thì Nhí sẽ đi bầm tỏi với lại bầm ớt đó các bạn. Thì cái món này chúng ta cho nhiều nhiều tỏi thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ thơm hơn đó các bạn. Thì công thức định lượng thì Nhí có để ở phần mô tả, anh chị nào mà quan tâm thì vào phần mô tả xem giúp Nhí nha các bạn. Trái ớt sừng này thì Nhí sẽ bỏ hạt nha các bạn. Và Nhí sẽ bầm nhuyễn luôn. Sau khi Nhí thái hạt xong thì Nhí sẽ sắc sợi nè. Rồi sau đó chúng ta sắc nhỏ lại thì nó sẽ dễ dàng hơn nè các bạn. 4 quả ớt hiểm này thì Nhí cũng sẽ bầm nhuyễn. Đây các bạn, Nhí sẽ bầm nhuyễn. Thì khi chúng ta xào lên thì nó sẽ đẹp hơn, cũng như nó sẽ bám đều xung quanh cái hạt mít, nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Sau khi bầm ớt xong thì Nhí sẽ pha cái nước sốt nha các bạn. Nhí cho tất cả các gia vị vào và Nhí sẽ quậy đều lên cho cái gia vị nó hòa quyện vào nhau. Đây các bạn, cái nước sốt Nhí xong rồi. Sau khoảng gần 20 phút thì cái hột mít Nhí đã chín rồi. Nhí đã xả qua nước lạnh cho nó nguội và để gáo nước rồi các bạn. Thì bây giờ Nhí sẽ bóc vỏ luôn. Thì cái hột mít này khi chúng ta luộc lên á thì cái phần lớp da ở bên ngoài nó bị nứt ra, nên chúng ta cũng dễ dàng trong quá trình lột đó các bạn. Sau khi lột xong thì Nhí sẽ đi tẩm ớt với lại bột và chiên luôn nha các bạn. Đây, bây giờ Nhí sẽ cho 70g bột chiên giòn vào. Sau đó thì Nhí sẽ dùng đũa trộn đều lên cho cái phần bột này nó áo xung quanh cái hạt mít đó các bạn. Khi chúng ta gang thì cái hành tỏi nó sẽ bám đều hơn. Đây các bạn, bây giờ Nhí sẽ để đây trong vòng khoảng 2-3 phút gì đó. Thì Nhí sẽ đi làm cái công việc rất là quan trọng, đó là Nhí phi tỏi với ớt lên đó các bạn. Đây, bây giờ Nhí sẽ cho một ít dầu thôi nha. Các bạn nhớ cho ít dầu thôi. Các bạn phi cái tỏi với cái ớt nè cho nó vàng lên, cho nó thơm lên, để chút xíu chúng ta gan nó sẽ ngon hơn. Đây các bạn, Nhí phi tỏi với ớt nó đã vàng rồi nè. Nhí cho ra một cái chén nè. Bước tiếp theo thì Nhí sẽ chiên cái hạt mít. Thì Nhí sẽ chuẩn bị một chảo dầu cho cái chảo dầu nó nóng sôi. Sau đó Nhí cho hạt mít vào là các bạn. Khi Nhí cho hạt mít vào thì Nhí không có dùng đũa quậy lên để cho cái phần bột mì nó chín đó các bạn, nó còn bám vào cái hạt mít. Khi đó chúng ta gan tỏi ớt thì nó sẽ ngấm sốt cũng như nó sẽ bám cái phần tỏi ớt đó. Đây các bạn, sau được khoảng 2 phút Nhí chiên rồi nè, Nhí thấy cái hạt mít Nhí nó vàng rồi. Đó, bây giờ Nhí sẽ vớt cái hạt mít ra luôn nha các bạn. Rất là thơm các bạn.
lần đầu tiên Nhí làm cái món này luôn đó. Nhí nghĩ nó rất là tuyệt vời. Sau khi Nhí vớt hạt mít ra thì đây là cái chảo lúc nãy Nhí rang tỏi ớt mà các bạn. Thì Nhí sẽ cho cái chén nước sốt vào nè. Đây, Nhí cho hết vào và Nhí sẽ đun cái phần nước sốt này cho nó sôi lên, cho nó tan hoàn toàn cái gia vị, coi như là giống như đường, bột ngọt gì đó các bạn, cho nó tan hết. Và sau đó thì Nhí mới cho cái hạt mít vào. Đây các bạn, nhìn rất là ngon luôn các bạn. Thì sau khi cái chảo sốt Nhí đã sôi nè các bạn, thì Nhí cho hạt mít vào. Đây, Nhí sẽ cho vào và Nhí sẽ sóc lửa lớn và Nhí sẽ đảo nhanh tay lên cho cái phần hột mít này nè nó ngấm hết cái phần nước sốt. Đây, Nhí sẽ trộn đều nhanh tay lên và Nhí sẽ cho cái phần tỏi ớt vào luôn nha các bạn, cho nó cái nước sốt nó còn ướt ướt đó, nó sẽ bám xanh quanh cái hột mít, nó sẽ ngon hơn. Đây, bây giờ Nhí sẽ sóc đều tay lên. Nhà mình có nhiều lửa mở hết nhiều luôn các bạn, cho nó khô nhanh cái phần nước sốt đó. Đó, thì cái hột mít của chúng ta nó sẽ ngon hơn, nó sẽ đậm đà hơn. Đây các bạn ơi, quá trời thơm rồi. Lần đầu tiên làm cái hột mít này mà Nhí nghĩ thành công rực rỡ luôn các bạn ơi. Thì Nhí sẽ sóc đều ở trên lửa khoảng 1 phút nha các bạn. Thì bây giờ Nhí thấy cái hạt mít Nhí đã khô rồi và nó đã bám đều hết những cái phần tỏi ớt cũng như những cái gia vị rồi. Thì Nhí sẽ tắt lửa và Nhí sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Và Nhí sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món hạt mít rang tỏi ớt, coi cái hương vị nó như thế nào. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hãy để lại cho Nhí xin một like cũng như share những cái thông tin này cho bạn bè người thân mình được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn, để Nhí có nhiều động lực hơn, chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Nhí xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với Nhí nha. Wow, rất là ngon luôn các bạn ơi. Cái vị nó mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Cái vị cay thì rất là nhẹ. Và ăn cái hạt mít thì các bạn biết rồi, nó rất là dẻo và rất là bùi, rất là thơm. Nhí nghĩ cái món này rất là tuyệt vời với những chị em phụ nữ, rất là ngon các bạn. Nhí chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món này thật là thành công. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.